Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin mẹ nuôi của KICM liên tiếp đi chào mời show đến các ông bầu vì nam ca sĩ ế show, mới đây thì mẹ nuôi của KICM đã chính thức lên tiếng giải thích về thông tin này. Theo đó, vào ngày 29 tháng 11 trên Facebook cá nhân của một bầu show, người này chia sẻ đoạn tin nhắn từ mẹ nuôi của KICM cùng với dòng trạng thái: "Ế lắm hay sao mà show dữ vậy? Phải chị không phải là người quản lý của hai người đó thì em còn mời. Chị quản lý nên em không mời luôn, chị mẹ quốc dân." Theo đoạn tin nhắn mà ông bầu này chia sẻ, người được cho là mẹ nuôi của KICM liên tục nhắn tin mời chào cho con trai đi diễn ở các club mà vị bầu show này quản lý, thậm chí còn liên tục gửi ảnh các poster đi diễn, lời khen của gà nhà cũng như các clip trình diễn của gà nhà. Tuy nhiên thì có thể thấy các tin nhắn này đều không được hồi đáp. Ngay lập tức thì những đoạn tin nhắn trên đã khiến dân tình xôn xao, đồng thời hiểu luôn được tình trạng ế show của KICM. Điều này thì càng khiến cho cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan của người đồng đội cũ đã tràn vào cà khịa mẹ nuôi lẫn nam ca sĩ. Đáp lại thông tin trên, mới đây thì mẹ nuôi của KICM đã đăng tải một dòng trạng thái, khẳng định câu chuyện trên là giả mạo. Chiều nay, mạng xã hội lan truyền tin nhắn từ tài khoản Zalo với nội dung mẹ nuôi của KICM ngậm ngùi đi kiếm show cho con trai. Đây là tài khoản mạo danh nhằm lừa đảo hoặc bôi nhọ danh dự của người khác. Xin phép được thông báo đến các quý vị anh chị bầu show, khách hàng, khán giả và người hâm mộ. Số điện thoại để liên hệ book ICM team trước giờ vẫn không đổi, thời điểm cuối năm dễ xảy ra lừa đảo. Mọi người cẩn thận nhé! Hiện tại thì người hâm mộ vẫn đang nửa tin nửa ngờ trước lời khẳng định trên của người quản lý. Bởi từ trước đến nay thì mẹ nuôi kiêm quản lý của KICM thường xuyên bị dính phốt thái độ, bị người trong nghề tố cáo làm ảnh hưởng trực tiếp đến con trai nuôi. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để nhận thông tin mới nhất có trong ngày nhé.